Xin chào khách hàng, quý vị và các bạn. Hôm nay công nghệ Ứng Quyết sẽ giới thiệu được các bạn chiếc camera PPZ iMount TS1P. Đó, đây là chiếc sản phẩm của chúng ta. Đây là chiếc vỏ hộp của hôm nay. Thì bên ngoài vỏ hộp thì có ghi những thông số cơ bản như là camera có thể là quay quét được này, chống nước IP67 này, thì chế độ ngày đêm có thể là hoạt động độc lập hoặc là lưu vào đầu ghi ạ. Công nghệ là hình ảnh F265 Full HD 1080p PTZ đây ạ. Sản phẩm chúng ta rất là nặng và chắc chắn đấy. Ống kính là 3.6 các bạn nhé, sản xuất năm 2020. Bây giờ tôi sẽ mở hộp và giới thiệu sơ qua cho các bạn nghe về chiếc camera này. Đó, đây là cái gắn cam, đây là bộ phụ kiện đi kèm, đây phụ kiện đi kèm đây các bạn nhé. Đó, đây là đế giúp chúng ta cố định vào tường. Tôi sẽ lấy sản phẩm ra. Và đây là sản phẩm camera TS1P. Đó, chúng ta cầm rất là chắc chắn. Đó, rất là hiện đại. Rồi khi mà chúng ta gắn lên thì vị trí trên tường thì nhìn rất là sang trọng các bạn nhé. Đây là tủ chống ẩm. Các bạn lưu ý chiếc camera này có thể hoạt động độc lập này, hoặc chúng ta kết nối với đầu ghi PoE. Cam này có luôn tính năng PoE rất là tiện lợi cho chúng ta thi công. Chỉ cần một sợi dây mạng cắm vào chip PoE hoặc là đầu PoE là camera chúng ta sẽ lên hình. Đây, cái camera của chúng ta rất là chắc chắn, vị trí gắn ốp trên tường rất là đẹp. Đây là vị trí để chúng ta gắn vào cái đế. Đây là có thể chúng ta bên trong, các bạn có thể là gắn thẻ nhớ ở bên trong này. Đó, nếu mà hoạt động độc lập và chạy được tên miền, chạy bằng phần mềm của Yahoo luôn. Đây là mặt trước, đây là cổng mạng, hoặc là chúng ta thêm một cổng nguồn đi kèm và có cả cổng audio. Đây các bạn, cổng này rồi. Với giá cả rất phải chăng, các bạn liên hệ, vui lòng liên hệ theo số Zalo là 0948488532, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết. Thì tôi sẽ nói sơ qua cái cấu hình của chiếc camera này là hình ảnh là Full HD 1080p này. Hỗ trợ hồng ngoại ban đêm là 20m này, có chức năng PoE, có tích hợp kèm mic của nó đây các bạn nhé. Đó, mic. Và có tính năng là phát hiện chuyển động. Công nghệ nén hình ảnh H265 thì chúng ta sẽ lưu được, giữ được lâu hơn, nhiều hơn với cùng chiếc ổ cứng. Và chúng ta có thể chống nước ạ, chống nước được nhé. Thích hợp với lắp ở trên ốp trần các bạn ấy. Khi mà lắp ốp trần như này thì nhìn rất là đẹp và trang nhã. Ngoài ra có thể chống nước, chống nước IP67. Chúng ta lắp ở ngoài trời cũng có thể được ạ. Và quay quét 360 độ, đấy, quay quét 360. Và có ứng dụng xem độc lập ở trên các thiết bị di động như là điện thoại và máy tính bảng, và hỗ trợ tính năng là báo động phát hiện chuyển động, và hỗ trợ thẻ nhớ SD, micro SD các bạn nhé. Khi chúng ta cắm vào đây là cổng PoE luôn này, hoặc là chúng ta cấp nguồn rời vào đây. Đó, nếu chúng ta hoạt động độc lập audio đây ạ, không cần phải nguồn, không cần phải nhiều dây dựa lằng nhằng, rất là tiện lợi. Chúng ta có thể kết hợp với cái đầu PoE 4 kênh để làm tạo thành bộ gỗ kit PoE rất là tiện dụng. Lắp ở ngoài trời, hành lang này, trong phòng này. Đấy. Các bạn, tôi giới thiệu qua về cái chế độ quay của nó là chúng nó quay lên quay xuống là 20 đến 90 độ các bạn nhé. Quay ngang sang ngang là 355 độ các bạn. Cái hộp mic. Đấy. Khi mà chúng ta lắp ở những cửa hàng khi có mic thì sẽ rất là tiện cho cái việc là kiểm tra lại hình ảnh kèm mic, tránh được nhầm lẫn đáng tiếc có thể xảy ra. Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 128GB. Kết hợp với đầu ghi này, hoạt động độc lập lưu đám mây hoặc là lưu thẻ nhớ 3 chế độ lưu trữ các bạn nhé. Cái này phần mềm thì rất là đơn giản. Có gì hướng thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn qua Zalo.
ống kính là 3.6 các bạn nhé, ống kính 3.6 H265 này. À, nguồn của nó là nguồn 12V, công suất tiêu thụ là 12W, cầm rất là nặng tay và nhiệt độ hoạt động là 30 đến 60 độ C, IP66 này. Và trọng lượng của nó là 0,485 kg, cái ghi đóng gói là tầm 0,77 kg. Các bạn muốn mua hàng vui lòng liên hệ Zalo cho số điện thoại 0948488532 sẽ có giá rất tận là tốt ạ. Ship COD toàn quốc và hỗ trợ cài đặt từ xa. Cảm ơn các bạn đã xem video.